Khuyết, đó là cái đội huyện Lương Sơn và huyện Lạc Sơn nha các bạn nhé. Vừa nãy tôi cũng hơi nhầm, cứ tưởng là đội Yên Thủy và đội Lạc Sơn, và bây giờ là đội Lương Sơn và đội Lạc Sơn thi đấu trận chung kết bóng chuyền nam. Sơn không hiểu ý và Lạc Sơn giành được một điểm đầu tiên. Vâng, bóng không thành công. Lạc Sơn bám chắn rất là tốt, do vậy là bóng không qua các tay chắn của Lạc Sơn và bây giờ điểm số là 1-1 cho Lạc Sơn. Tiếp cho Lạc Sơn bốc một không được tốt, do vậy là bóng đã sang sân bên Lương Sơn, điểm số 2-1 cho Lương Sơn. Có được hay không rất là tuyệt vời cho các cầu thủ Lạc Sơn, và bây giờ phần giành lại bóng, đây là điểm số 2-2 cho Lạc Sơn. Thấy là các cầu thủ hai đội
thì trung bình chỉ là 1,75 nha các bạn nhé. Và đội Lương Sơn thì cũng vậy, các cầu thủ so với con người thì cũng gần giống nhau, không nhìn hơn Lạng Sơn. Và vậy là hai đội này theo như quan sát của chúng tôi là 50-50, và cũng rất là tiếc cho Lạng Sơn. Lạng Sơn biết bóng, hai quả bị lỗi kỹ thuật, do vậy là điểm số cho Lương Sơn bây giờ đang dẫn trước là 5-4. Bây giờ cơ hội dành cho Lạng Sơn có được hay không? Vâng, không được các bạn ạ. Lương Sơn bám chắn rất là tốt, do vậy là Lạng Sơn không qua tay chắn của Lương Sơn. Điểm số thứ 6 cho Lương Sơn. Quả này có được hay không? Vâng, rất là mạnh, như ném đá và cầu thủ Lương Sơn dính vào đầu luôn các bạn ạ. Vâng, bây giờ là điểm số cho Lạng Sơn 5-6, chỉ một điểm nữa thôi. Có được hay không? Vâng, Lạng Sơn bám chắn rất là tốt. Bây giờ điểm số là 6 đều cho Lạng Sơn. Và theo quan sát của chúng tôi trên sân, nhận thấy là các cổ động viên của Lạng Sơn cũng rất là đông hôm nay nha các bạn nhé. Và bây giờ là Bùi Văn Hiệp phát bóng và cơ hội cho Lương Sơn, không được. Vâng, Lương Sơn đánh bóng ra ngoài. Lương Sơn đánh bóng ra ngoài nha các bạn nha. Và bây giờ điểm số lại cho Lạng Sơn. Lạng Sơn lại vươn lên điểm số thứ 7 và Lương Sơn 6 điểm. Vâng, cơ hội cho Lạng Sơn. Vâng, chưa được. Và cơ hội là chuyển lại cho Lương Sơn. Vâng, không qua lưới. Lần này Lương Sơn đánh bóng không qua lưới. Và điểm số thứ 8 cho Lạng Sơn. Và tiếp tục cho Văn Diệp. Vâng, tiếp tục một quả chắn bóng ở trên bóng một trang của Lương Sơn. Và kết quả đã thành công cho Lạng Sơn. Bây giờ điểm số là 9-6 cho Lạng Sơn. Và các bạn thân mến, bây giờ thì đội Lương Sơn xin hội ý kỹ thuật lần thứ nhất trong set thứ nhất này nhé các bạn nhé. Theo như vừa nãy thì chúng tôi nhận thấy là đội Lương Sơn sẽ cuốn hút theo kiểu lối chơi nhanh của Lạng Sơn, do vậy là các cầu thủ của Lương Sơn hơi mệt so với Lạng Sơn nha các bạn nhé. Và bây giờ đã hết thời gian hội ý, hai đội tiếp tục ra sân thi đấu ở set thứ nhất. Bây giờ số đang ở Lạng Sơn. Lạng Sơn bây giờ rất là mạnh, như năm nay luôn các bạn ạ. Và cầu thủ số 16 của Lạng Sơn tiếp tục giành một điểm số thứ 10. Bây giờ cách biệt đã là 4 điểm nha các bạn nhé. 16 cho Lạng Sơn. Vâng, xin chúc mừng các cầu thủ của Lạng Sơn, và Lạng Sơn sẽ phấn đấu sẽ giành một khoảng điểm. Vâng, lại một quả bàn thắng hai thành công nữa của Lạng Sơn. Bây giờ kết quả đã là điểm số thứ 11 cho Lạng Sơn. Vâng, ở bên ngoài sân khán giả rất là đông, cổ vũ cho cả hai đội nha các bạn nhé. Nhưng mà thấy điểm số bây giờ đang tạm dẫn về đội Lạng Sơn 11-6. Vâng, đánh bóng một chạm rất là nhanh. Bây giờ đổi điểm cho Lương Sơn 7-11. Lạng Sơn vẫn dẫn 4 điểm so với Lương Sơn.
nhưng mà lại ra ngoài. Điểm cho Lương Sơn 8-11. Hôm nay đội Lương Sơn có vẻ vào cuộc rất là chậm so với ngoại hôm. Vâng, rất là tiếc cho Lương Sơn. Vít bóng ra ngoài. Điểm đổi cho Lạc Sơn 12-8. Vừa giành lại được quyền phát bóng và đã vít bóng ra ngoài. Và Lạc Sơn thì cũng lặp lại cái như kiểu Lương Sơn. Rất là tiếc cho Lạc Sơn. Và bây giờ điểm số đã là 9-12 cho Lương Sơn. Lương Sơn bám chắn rất là tốt. Và vậy là điểm số thứ 10 cho Lương Sơn. Có được hay không? Vâng, bây giờ đã được. Cầu thủ số 16 đã giành lại quyền vít bóng cho Lương Sơn. Chúng tôi đã nhận thấy là trên sân càng lúc càng trời càng mưa nắng hạt cho các bạn nha, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến các cầu thủ thi đấu ở trong sân. Do vậy là các cổ động viên cũng cổ vũ rất là nhiệt tình cho các cầu thủ trong sân thi đấu. Bây giờ Lương Sơn trước thời cơ và điểm số thứ 10-11 cho Lương Sơn. Hết sức cố gắng để cứu bóng nhưng mà không qua được cột bóng nha các bạn nha. Và điểm số bây giờ dành cho Lạc Sơn 14-11. Vâng, bây giờ lại Lương Sơn có câu trả lời rất là ngon ngạc. Bây giờ lại đổi điểm cho Lương Sơn 12-14. Giống nhau cũng là màu đỏ nha các bạn nha, cho nên là các bạn cũng khó phân biệt. Do vậy là các bạn cũng phải cố gắng để xem. Vâng, vừa đấy là một quả rất là mạnh của Lạc Sơn và điểm số thứ 15 cho Lạc Sơn. Tỷ số đã Lạc Sơn tạm dẫn trước là 17-12 nha các bạn nhé. Tiếp tục là một quả hit của Văn Viên. Vâng, chắn bóng. Vâng, bóng cong sang. Theo quan sát của
chúng tôi đã nhận thấy trọng tài đã chỉ tay về Lạng Sơn, bóng điểm cho Lạng Sơn 18-12. Và bây giờ đội Lạng Sơn sẽ xin tạm dừng hội ý kỹ thuật lần thứ hai nha các bạn nhé. Vâng, như lúc sáng thì các bạn cũng đã thấy đội Lạng Sơn thi đấu với Kim Bôi là cũng rất là ngang ngửa, nhưng mà cuối cùng Kim Bôi cũng vẫn thua Lạng Sơn. Và bây giờ trận chung kết buổi chiều hôm nay thì đội Lạng Sơn cũng có vẻ lúc vừa mới vào sân thì có vẻ hơi nhìn hơn, nhưng mà bây giờ thì Lạng Sơn lại tạm dẫn trước với tỷ số là 18-12. Nhưng mà trong các môn thể thao thi đấu thì không thể nói trước được cái gì nha các bạn nhé. Mặc dù dẫn điểm nhưng mà bây giờ thì chưa biết là đội Lạng Sơn hay là đội Lạng Sơn sẽ giành chiếc cúp. Bây giờ theo quan sát của chúng tôi đã nhận thấy là ban tổ chức đưa cái chiếc cúp danh giá nhất của giải bóng chuyền nam của huyện Yên Thủy ra trước ban tổ chức nhé. Và bây giờ trọng tài sẽ cho hai đội tiếp tục vào sân thi đấu. Bây giờ cách biệt cũng khá là xa, 7 điểm cho cả hai đội nhé. Bây giờ đội Lạng Sơn cần cố gắng để san hòa tỷ số, và tỷ số cách biệt là 7 bàn. Vâng, bóng một chạm rất là nhanh cho Lạng Sơn, tỷ số là 13-19 cho Lạng Sơn. Điểm thứ 14 cho Lạng Sơn, 14-19 các bạn nhé. Vâng, rất là tiếc cho Lạng Sơn, rất là tiếc cho Lạng Sơn. Lạng Sơn ít bóng ra ngoài. Và điểm số thứ 20 cho Lạng Sơn. Điểm thứ 21 cho Lạng Sơn, 21-14. Vâng, trận đấu diễn ra rất là kịch tính nha các bạn nhé. Và phần nghiêng về Lạng Sơn bây giờ là điểm số là 7 điểm, 21-14 cho Lạng Sơn. Dương Tây không được các bạn ạ. Dương Tây đánh bóng ở khu vực chuyền 2 nhưng mà hơi thấp, do vậy là không qua lưới. Điểm số thứ 15 cho Lương Sơn. Vâng, quá nhanh như chưa có gì các bạn ạ. Dương Tây có được hay không? Chưa được các bạn ạ. Và cơ hội dành cho Lương Sơn. Vâng, và kết quả cuối cùng là Lương Sơn mặc dù đánh bóng lòng tay nhưng mà lại có điểm số cho Lương Sơn 16-21. Bây giờ là chênh lệch là 5 điểm cho Lương Sơn. Vâng, cơ hội cho Lạng Sơn không được rồi các bạn ạ. Lương Sơn bám chắn rất là tốt. Vâng, bây giờ là đến đội Lạng Sơn xin tạm dừng hội ý. Xong
rằng có Lê Sơn sẽ lên được 3 điểm. Và bây giờ đội Lê Sơn sẽ xin tạm dừng nghỉ để cho trận đấu thêm phần gián đoạn. Bởi vì là bên Lê Sơn bây giờ đang có hứng thú để ghi điểm. Và vậy là Lê Sơn xin tạm dừng nghỉ nhé các bạn nhé. Và hết giờ hội ý các bạn, các đội, hai đội tiếp tục ra sân để trị tấu xếp thứ nhất này. Và điểm số bây giờ là Lương Sơn 17, Lạc Sơn 21. Và cơ hội cho Lạc Sơn không được. Vâng, lối chuyền. Vâng, theo quan sát của chúng tôi nhận thấy là trọng tài chính, tổng trọng tài chính sẽ bắt sai lỗi nha các bạn nhé, và cho đội Lương Sơn bịt bóng lại. Vâng, bởi vì là theo như quan sát của chúng tôi nhận thấy trên sân rất là đông khán giả, do vậy trọng tài cũng hơi hồi hộp. Vâng, bây giờ là đội trưởng của đội Lương Sơn có sự trao đổi với trọng tài chính, và bây giờ thì trọng tài chính tiếp tục cho hai đội thi đấu. Vâng, không sang. Bóng không sang các bạn ạ. Không qua tay chân của Lạc Sơn. Và điểm số thứ 23 cho Lạc Sơn. 23-17 nha các bạn nhé. Và bây giờ có được hay không? Vâng, chưa. Vâng, bây giờ mới được. Bây giờ mới được cho Lạc Sơn. Lạc Sơn rất cố gắng bám chắn nhưng mà không được. Lương Sơn giành điểm thứ 18. 18-23 cho Lương Sơn. Vâng. Lương Sơn bỏ nhỏ và Lạc Sơn cũng bỏ nhỏ, không thành công. Vâng, và bây giờ điểm số cho Lương Sơn 19-23 cho Lương Sơn. Chỉ còn hai quả nữa thôi các bạn ạ, và Lạc Sơn sẽ kết thúc set thứ nhất, nhưng mà có làm được như thế hay không thì còn do các cầu thủ của Lạc Sơn. Vâng, chưa được các bạn ạ. Bây giờ Lương Sơn sẽ rút ngắn tỷ số xuống bây giờ là đang là 20-23, và Lạc Sơn tiếp tục xin hội ý kỹ thuật lần thứ 3 trong set thứ nhất này. Cách biệt bây giờ là 3 điểm cho Lạc Sơn. Bây giờ cơ hội đang chia đôi cho cả hai bên, Lương Sơn và Lạc Sơn. Mặc dù tỷ số bây giờ vừa mới có cách biệt là 3 bàn, nhưng mà 2 điểm nữa Lạc Sơn mới kết thúc trận đấu set thứ nhất. Nhưng mà kết quả chưa biết trước điều gì sẽ xảy ra sau khi trận đấu kết thúc. Và cả hai đội đều phải cố gắng nha các bạn nhé. Sơn bỏ nhỏ rất là đẹp, rất là gọn gàng luôn. Tỷ số bây giờ đang là 24-20. Sẽ quay ra Lạc Sơn, chỉ còn một điểm nữa thôi, Lạc Sơn sẽ kết thúc set thứ nhất. 4 quả cũng là một điều rất là khó cho Lương Sơn. Vâng, Lương Sơn rất là gọn gàng.
và bây giờ là điểm số thứ 21 và còn 3 quả cách biệt cho Lạc Sơn. Và Lạc Sơn còn có 3 quả set point. Nhưng mà Lạc Sơn có làm được điều đó hay không thì các cầu thủ vẫn cố gắng. Vâng, bước 1 tốt rồi. Vâng. Bóng đã chạm tay sát ra ngoài và kết quả chung cuộc set thứ nhất. Lạc Sơn thắng Lương Sơn với tỷ số 25-21. Tạm dẫn trước 1-0 cho Lạc Sơn. Và hai đội sẽ đổi sân. Đội Lương Sơn sẽ sang bên gần bên màn ảnh nhỏ các bạn này, và đội Lạc Sơn sẽ sang bên phần sân bên kia nha các bạn nhé. Do cái tên cũng là Sơn, hai cái từ Sơn cuối, do vậy là áo số của hai đội cũng màu đỏ giống nhau, do vậy là các bạn cũng phải phân biệt là đội Lương Sơn là áo số màu đen và đội Lạc Sơn áo số màu trắng nha các bạn nhé. Hôm nay là với sức chứa khoảng 50.000 khán giả và cũng thấy chật ních, và các bạn đến sâu là cũng hơi lúng túng trong cái phần mà để xem được trận chung kết này, bởi vì là sân trước cái khán đài thì lại hơi nghiêng về chất về bên trái của sân vận động, do vậy là giữa cái sân thi đấu và cái cho khán giả xem ở bên khán giả thì lại hơi lệch, do vậy là các cổ động viên đến xem trận chung kết hôm nay, bóng chuyền nam hôm nay thì cũng hơi vất vả để xem được trận chung kết này nhé các bạn nhé. Do vậy là các bạn cũng cố gắng để cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu một cách cho rất là nhiệt tình để mang lại cái kết quả cao nhất trong buổi chiều ngày hôm nay nhé các bạn nhé.